Hello, em cần xin chào các bác nhé Suốt từ năm ngoái đến năm nay thì em lại có mặt ở bờ hồ Nông Lâm Đấy, bà hơi buồn buồn một chút cho em ra bờ hồ Nông Lâm để tâm sự với các bác một chút Đấy, các bác ạ à, Khai xuân đầu năm ngày hôm qua em đen quá Em đi lái xe, em có chốt mua một con xe Cerato ở mãi cao bằng, ở Hóa An cao bằng, qua cao bằng hình như là mấy chục cây nữa Thế nhưng mà lúc chốt hết xong hết rồi, đi gần đến nơi, cách khoảng tầm 50 km nữa là đến nơi. Mà em đi từ 2 giờ chiều cho đến gần 7 giờ tối, 6 giờ rưỡi tối, đi một mạch như thế vì đường không đi được nhanh đường cao bằng. Đấy, à, Và gần đến nơi thì khách bảo: "Anh ơi, có khách trả cao hơn rồi, em không bán được cho anh đâu." Ôi trời ơi, đau lòng vãi cả trưởng đúng là ngày khai xuân. Thế nên là không biết làm nào được. À, các bác biết là con Cerato 2018 chạy thì khá là nhiều rồi em nghĩ rằng là nó phải tầm 16 đến 18 20 vạn rồi bởi vì là chân côn nó mòn vẹt luôn đấy và có người trả cái bác đấy cái con xe đấy là xe đấy cũng là xe mua lại của showroom thôi đấy là 340 triệu 340 triệu cái con xe số sàn đấy không 018 đấy thì bọn em mà mua về nữa uh, rút hồ sơ này <laughs> làm đẹp này uh, chi phí đi lấy này bán ra tầm khoảng uh, 370 triệu thì đắt quá không được Đấy bởi vì là con số sản mà chạy đến gần hai chục vạn rồi mà 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 mua lại cái giá đấy thì không còn cửa nữa Thế cho nên là bọn em lại quay xe về và hôm qua em quay về đến Thái Nguyên vào gần 11 giờ đêm Đấy và có nhiều bác comment ở trên đấy bảo là sáng ông lên video hỏi mua xe mà tôi inbox mà không thấy trả lời Đấy bởi vì là nói thật với các bác lái xe đường đèo không cầm được vào điện thoại đâu Đấy và hôm qua cũng là buổi đầu tiên em lên video của đầu năm mới thì xin phép chia sẻ các một vài những cái comment như sau. Đấy. À, thực chất ấy, thì những cái comment này toàn tập trung vào cái vấn đề trước Tết em có chia sẻ với các bác là em có bán một con xe về Hải Phòng ấy thì nó có bị à, va chạm ở cái phần đầu như thế. Nhưng mà giữa cái cái khái niệm va chạm và đâm đụng thì mỗi người có một quan điểm. Đấy. Và có nhiều người thì bảo em chơi chữ nhưng có bác thì em lên cái video đầu xuân năm mới thì có bác thì đầu tiên thì vào comment đầu tiên luôn à, kênh nào cũng có xe bán khai xuân rồi Còn ông thì lên đây bán mõm <laughs> Làm Youtube mà không bán mõm là dở hơi đấy các bác ạ à. Nói thật với các bác luôn Bán là phải bằng mõm hết đấy, Phải mõm hết, phải chém gió hết thì mới bán được Đấy, các bác thông cảm Thì cơ bản là không phải là ngày nào uh, đầu xuân này em bán mõm đâu các bác này Đấy, không phải là đầu xuân em bán mõm đâu Mà là suốt cả năm em bán mõm Năm này qua năm khác em bán mõm luôn Đấy và nhưng mà cái nội dung chính thì em xin tập trung vào cái vấn đề mà của con xe kia thì có rất nhiều những comment trái chiều ở trên đó. À, cái comment đầu tiên thì của bác là à, Trần Huy. Đầu tiên thì rất cảm ơn bác Trần Huy đã trước đây đã yêu quý kênh, còn bây giờ thì có lẽ là không. <laughs> Đấy. À, thích xem kênh của bác nhưng sau cái vụ bán xe cho một bác mà không nói rõ đâm đụng hay va chạm để người ta lan tăn mà bên Việt Bắc ca không có động thái lấy lại xe cho người mua hơi thất vọng đấy, trước tiên thì thôi thì xin lỗi bác đã làm bác thất vọng cái thứ hai nữa thì em xin phép chia sẻ một chút như này là tại sao Việt Bắc ca không mua lại con xe đó bởi vì là người chủ mua con xe đó có xác định bán trả lại em đâu người ta vẫn để người ta đi mà người ta chỉ thắc mắc thôi người ta chỉ thắc mắc là 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 tại sao bán cho mà lại không nói rõ cái vấn đề đấy như em mình em có nói rõ là có va chạm chỗ đấy đấy Thế chứ còn thực chất ấy thì cái như em vừa chia sẻ với các bác đấy, cái khái niệm va chạm và đâm đụng thì nó hơi khác nhau một chút. Thế nhưng mà không phải là nó là quan điểm của mỗi người phải không các bác? Đấy. Thì em không mua lại con xe đó bởi vì người chủ mua con xe đó họ không có nhu cầu bán lại hay là không có nhu cầu trả lại, họ chấp nhận cái việc đó, họ chỉ thắc mắc thôi. Và các bác đấy là cái 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 comment thứ nhất đấy. Comment thứ hai thì có một bác Uh, Nguyễn Việt Trung gì đấy. Đây. Đấy. có comment có bảo rằng là vì một con xe mà khả năng mất hàng trăm con. Thì theo các bác uh, em năm nay bốn mươi mấy tuổi rồi, làm nghề marketing chỉ bèo bèo cũng có tầm 15 17 năm rồi. Đấy, online đấy. Thì em có ngu không? Nói thật khỏi thật các bác là em có ngu không? Bởi vì là cái vấn đề là em là người nói ra và em nói ra thì các bác ở trên kênh mới biết. Đúng không? Mà em có ngu để em nói ra cái việc đấy không? Đấy, em là người từ trước rồi có gì em nói đấy nói thẳng luôn thậm chí là khách đến xem xe vớ vẩn linh tinh này, em chửi luôn đấy đuổi luôn đấy đấy khách em xem xe mà không đúng ấy, phán láo ấy, là em đuổi luôn đấy thì cái này là cái điều mà em là người nói ra thì các bác ở trên kênh mới biết các bác đồng ý không thì bởi vì là cái khách cái khách chỉ thắc mắc nhắn tin với bọn em thôi mà nếu mà em dàn xếp xong rồi thì thôi đấy, khách không trả lại xe thì thôi sao em phải nói ra làm cái gì mà em nói ra bây giờ thì các bác lại bảo là các ông ông mất uy tín thì, thì em là người nói ra cơ mà chứ không phải khách hàng người nói ra đâu thế em ỉm đi là các bác tịt đúng không đấy thì biết làm nào được đấy thế cho nên là không phải vì một con xe đó và em sợ mất hàng trăm con đâu nhá ai nói thẳng cái bác là em không vì cái 10 triệu lãi 15 triệu lãi con xe đó mà em đánh mất cả một cái thương hiệu em gây dựng bao nhiêu năm về nghề ô tô cũ đâu đối với em nói thật với các bác là 10 15 triệu không là vấn đề gì cả Đấy, em cũng với người khác ấy, thì 10 15 triệu là cả một tháng lương là hai tháng lương nhưng với em thì nói thật với các bác nó chỉ có một hai ngày làm thôi. Đây là em chia sẻ thật luôn đấy. Đấy. Đấy là cái comment tiếp theo rồi, comment thứ hai. Đấy, comment thứ ba nữa của bác Trần Huy cũng là Trần Huy đây. À, rất nhiều người lên tiếng Việt Bắc ca lấy lại cho người mua, cứ ỉm đi hơi thất vọng. Thực chất thì em cũng không làm nào được bởi vì khách không trả lại thì em công bố cái kiểu gì được với lại cái đây thời điểm cái thời điểm cận tết em chả biết công bố kiểu gì được thì thôi thì sau tết thì thôi ngồi chia sẻ với các bác một chút cho nó vui đấy hơi thất vọng bác ạ thì vừa rồi đã xin phép bác xin lỗi bác vì thất vọng rồi đấy à, bác này bác có nói là chủ trước không muốn nhập lại cũng là bác Trần Huy ấy. nhập lại thì bác lên video nói rõ chứ là không không muốn trả lại đấy không cứ là cái gì đấy nếu chủ trước không muốn bác nhập lại thì bác nên video nói rõ chứ làm anh em hiểu nhầm bác không muốn nhập lại. <laughs> Đúng rồi. Đấy, thì đấy là cái những cái comment mà nói thật với các bác là uh, những cái đầu xuân uh, đọc cái đấy thì nói thật với các bác là không được vui cho lắm. Đấy ai à, cũng thế thôi. À, người ta đã tự nhiên là người ta đang tin tưởng mình, đang yêu quý mình mà tự nhiên họ hơi thất vọng về mình thì mình cũng làm cho mình cũng phải nói là buồn. Đấy. Thế nhưng mà cái vấn đề này là cái vấn đề mà nó bọn em em kinh doanh xe từ trước cái nay rồi. Đấy là có gì em sẽ nói đó. Nó như thế nào thì em nói hết. Yeah. Được ăn lỗ chịu. Đấy, tối hôm qua mãi 11 rưỡi đêm em về em mới nhắn tin trả lời một bác là muốn bán con xe um, Forte thuộc đời 2013. Thì bác bảo sau nhắn tin cho chú suốt từ chiều mà bây giờ chú mới lại nhắn tin lại thì em chia sẻ với các bác rồi đấy. Hôm qua em lái xe cái đường đèo đấy, đấy. đi đi xe số sàn, xe đi cột bán tải số sàn. Chạy một phát lên cao bằng các thứ chạy về thì làm làm thế nào được. Đấy, nhiều bác thì bảo rằng là à, cái gì nhỉ à, các ông mua xe rẻ quá các ông mua xe rẻ quá thì à, thì thì không mua được Nói thật các bác mua đắt thì mua làm sao được em mua đắt về em kể cả em có mua rẻ về các bác có bác vẫn bảo đắt cơ mà đấy thì bây giờ đấy em em, em vừa lấy ví dụ có, em đi lên tận cao bằng để mua con Cerato đấy mà đắt hơn có một chút tiền thôi mà mà, mà khách hàng mua mất của em là 340 triệu đời 2018 số sàn chạy khoảng gần gần hai chục vạn rồi xe mua lại của showroom áng áng vào tầm đó thì theo các bác thì có mua được cái con xe đấy không tại cái thời điểm này không đấy bây giờ nếu mà mua con 2018 số sàn đó mà chạy gần hai chục vạn đó với giá bán ra là 3738 thì bây giờ bác mua được con K3 2015 2016 rồi đúng không? Thì có phải là ngon hơn không số tự động không? Thì sao phải mua con số sàn đấy làm cái gì? Đấy mặc dù là một con xe uh, K3 với giả giả sử đấy 2015 2016 nó chạy tầm đâu đó khoảng chục vạn thì các bác mua vào tầm khoảng 37 38 gì đấy. Đấy, 37 38 37 38 thì bây giờ chẳng nhẽ lại mua con Cerato 2018 với số sàn mà chạy 20 vạn nó con chục vạn thì theo bác cái con nào ngon hơn? Đấy, thì đấy là cái lựa chọn mà phải nói rằng là các bác À, à, em cũng muốn mua xe xe rẻ cho các bác lắm đấy thế nhưng mà thực sự mà nói thì gần như là cứ rất rất khó mua đấy em mua để mà mua đắt đi mua những cái kiểu như là xe mà trên thị trường nó bán đầy em về thì thậm chí là với uy tín của mình em cũng có thể bán được lãi 10 10 15 triệu nói thẳng các bác là với uy tín của của của, của Việt Bắc Ca em thừa sức bán được thế nhưng em bán đắt được thế nhưng mà cái cơ bản là em bán đắt như vậy khách hàng lại nhận một con xe đắt như vậy thì nó rất khó đặt vị trí của của, của các bác nhé là một người đi mua ô tô nhé các bác có mấy khi định giá được xe đâu không, không không gần như không không định giá được cái xe này là bao nhiêu bản thân bọn em là người thợ để mà định giá một cái xe mà lâu lâu không mua được cũng phải uh, cân đo đong đếm chán thì lúc đấy bọn em mới mới, mới gần như là mới mới uh, cân đối được để mà mua đấy thì bây giờ các bác bảo khi mà đi uh, lựa chọn mua một cái xe khách báo giá một con xe khách nào cũng muốn bán đắt đặc biệt là những khách mua cách đây một hai năm rồi thì cái giá trị mua trước đấy nó rất đắt và đến bây giờ nó một hai tháng tháng 7, tháng tám tháng chín năm ngoái cái xe nó tụt đi năm bảy triệu một xe bây giờ mình trả giá như vậy thì làm sao mà người ta bán ví dụ như một năm trước họ mua con xe tầm 400 đấy xong bình thường so đến bây giờ chẳng hạn nó đã tụt đi năm bảy triệu rồi xong giờ nó lại tụt đi tiếp so với cái giá giữa xe năm cũ và năm mới rồi lại bán cho thợ tiếp nữa nó tụt đi hơn 100 triệu trong vòng một năm thì khách nào người ta bán phải không các bác thế cho nên là cái vấn đề mua xe ở đây là rất là khó đấy có 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 những anh em comment thì là bảo là à, có một số showroom cũng không có xe mà bán bởi vì họ bán trước tết hết rồi cá nhân bọn em cũng thế có bao nhiêu xe trước tết đang bán hết rồi và thậm chí là cái thời điểm đầu tháng 12 có ngày em bán đến 13 xe có ngày em bán 3, 13 xe trong vòng một ngày đấy sau, sau đó là em không mua được nữa thì gần tết em còn một ít xe là em bán hết sạch thế bây giờ những cái xe mà sau tết ấy, showroom uh, sau tết nó vẫn tồn xe chẳng hạn thì nó vẫn bán được thì là là nó nó còn thôi chứ không phải là là nó mua được cái giá cao nói thẳng các bác thế nó bị tồn xe thì nó còn thôi cái thời điểm trước tết thời điểm bán xe rất chạy thì bọn em gần như là showroom sạch bách luôn không còn con nào cả đấy thì bán chạy thì các bác cũng nói đấy, bán chạy quá thì không có xe thì không có xe bán thì các ông thì các bác lại bảo là mày lên đây bán mõm có xe đéo đâu đúng không Thế thì nhiều thì nói chung là miệng của xã hội thì em cũng chả nói được vì vì miệng của họ mồm của họ họ nói gì về việc của họ thôi đấy còn đâu là uh, em thì nói thật với các bác là người uh, lên trên mạng khá là nhiều rồi thế cho nên là khi mà bị uh, mọi người nói như vậy thì nói thật có một chút gì đấy gợn gợn ở trong lòng chứ thời gian đầu thì cũng hơi buồn đấy nói thật với các bác đấy có những người người ta ác khẩu lắm không 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 biết làm nào cả thế cho nên là thôi hôm nay thì cũng là ngày thứ hai đầu xuân em cố gắng là mỗi ngày ra một cái clip Uh, liên quan đến xe cho các bác thì hôm nay thì uh, em chưa có cái gì cả. Em đang có một cái, đang có hai hai bác hẹn thôi, một bác ở Hải Phòng, một bác ở Thái Bình. Đấy, hẹn là mua một con uh, um, uh, Kia Forte thuộc đời 013 và một con nữa là con uh, con con uh, con gì đời <laughs> 021. Quên rồi, ngáo ngáo quên rồi. Đấy, uh, ở Thái Bình. Đấy thì là uh, có hẹn vào hôm uh, 17 17 âm Đấy cho nên là hiện tại thì em cũng đang chưa đi mua được con nào của đó. Mà hiện tại thì ở Hà Nội có một con xe Morning Van nữa à, đời 015 nhưng mà bản nó bản đủ đầy đủ bản bốn phanh đĩa. Thế nhưng mà em đang cũng đang chưa đi được bởi vì nói thật với các bác là ngày đầu xuân mà có khá là nhiều việc. <laughs> thứ nhất thì uh, ngày mai uh, ngày mai thì em cũng lại đưa mẹ về Yên Bái. Có một bác nào đấy ạ, uh, bác nào ở Yên Bái có xe bán các thứ thì giới thiệu giúp em nhá. Đưa mẹ về Yên Bái để uh, dỗ bà ngoại bởi vì là bà ngoại của em ở Yên Bái các bác ạ. Đấy ở xã Tuy Lộc, Yên Bái. Đấy thì cũng không có thời gian đi mua xe cho lắm nhưng cũng sẽ cố gắng để chia sẻ các bác một cái video nào đó liên quan đến nghề xe như những ngày đầu em làm. Những ngày đầu em làm thì nói thật với các bác là <laughs> có những cái xe mà có có những cái ngày mà em chia sẻ được một vài video tất cả chỉ liên quan đến xe và không không hề có xe bán. Đấy, thì cần gì đâu đúng không? Chỉ cần tương tác với các bác để các bác theo dõi em, yêu quý em là được rồi đúng không? Rồi ok nhá, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhá. Em đang đi chơi đi bằng con X7 của em bẩn như trâu này, đấy. Và em chạy được uh, 7 vạn 8 rồi đấy mà cũng, mọi thứ đều rất là ok luôn. Rồi ok, chào các bác, hẹn gặp lại ở các bác ở những clip sau nhá.